Một đời Đại sư Huệ Năng độ được 43 người. Trong số học trò của Ngài có 43 người đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tâm. Tỳ kheo ni Vô Tận Tạng là người đầu tiên, người nữ đầu tiên được Ngài khai ngộ. Khi đó Lục Tổ mới 24 tuổi. Sau khi Ngài khai ngộ rồi, bèn đi giúp cho người khác. Ngài giỏi quá. Nếu quý vị hỏi vì sao vậy, tự tánh pháp nhĩ như thị. Chỉ cần quý vị kiến tánh, vấn đề sẽ được giải quyết. Điều kiện kiến tánh là phải buông bỏ. Buông bỏ từ đâu? Từ chỗ khởi tâm đồng niệm. Nghĩa là không khởi tâm không đồng niệm, lục căn tiếp xúc cảnh giới lục trần không khởi tâm không đồng niệm mới được. Khởi tâm đồng niệm thì không được. Quý vị nghĩ xem, không khởi tâm đồng niệm, lấy đâu ra phân biệt chấp trước? Không có phân biệt chấp trước, cho nên gọi là nhất thời đốn xả. Đốn xả là đốn ngộ. Một bước bước đến cõi thật báo trang nghiêm, siêu việt lục đạo, siêu việt mười pháp giới. Một bước lên trời không dễ đâu. Khi tôi mới học Phật, thầy giáo giới thiệu Phật pháp cho tôi, đặc biệt nhắc nhở tôi không được học theo Ngài Huệ Năng. Học không được. Trước thời Ngài Huệ Năng không thấy có ai được như vậy, sau thời Ngài cũng không có Huệ Năng thứ hai. Thầy giáo nói đó là một bước lên trời. Lên trời rồi được, không sao hết, thành Phật rồi. Không lên được tan xương nát thịt, té xuống mà chết, hoàn toàn sai lầm. Cho nên thầy giáo bảo tôi học Pháp Tướng Tông. Pháp Tướng Tông là leo cầu thang, lên từ từ, từng bậc tiến lên. Đó là một bước lên trời. Lý sự đều phải thông hết. Đạo Phật thật sự có trí huệ, có phương tiện thiện xảo. Nghĩa là nói với quý vị một nguyên tắc: nhất môn thâm nhập, trường thời quân tu. Trong đây có đạo lý. Nhất môn thâm nhập là gì? Nhất môn thâm nhập là thiền định, là tam muội. Giữ vững nhất môn thâm nhập gọi là trì giới, tam học giới định huệ. Quý vị phải giữ quy củ. Quy củ dạy quý vị nhất môn thâm nhập. Giữ vững một môn, tâm địa thanh tịnh, không nhiễm một bụi trần. Phải biết rằng 84.000 pháp môn đều là thiền định, đều là tam muội. Tam muội chính là thiền định. 84.000 tam muội, vô lượng tam muội. Quý vị học pháp môn nào, bèn gọi pháp môn đó là tam muội. Tôi chuyên về kinh Vô Lượng Thọ gọi là niệm Phật tam muội. Chuyên về Pháp Hoa gọi là Pháp Hoa tam muội. Chuyên về Lăng Nghiêm gọi là Lăng Nghiêm tam muội. Chuyên về Hoa Nghiêm gọi là Hoa Nghiêm tam muội. Nhất định giữ một môn, tâm sẽ định, không tán loạn. Định đến một trình độ nào đó sẽ quát nhiên đại ngộ. Đạo lý là ở chỗ này. Thông thường học thấy khó, khó ở chỗ nào? Khó ở chỗ không hiểu đạo lý này. Đạo lý này quả thật rất thâm sâu. Đi đến đâu? Đi đến chỗ học rộng nghe nhiều. Đi đến chỗ học rộng nghe nhiều, đại đa số đều thành tựu. Họ trở thành học giả của đạo Phật. Người đời thường gọi họ là nhà Phật học.
nhà Phật học không được rồi, nhà Phật học sẽ không khai ngộ. Họ nói thao thao bất tuyệt, trước tác rất nhiều, nhưng không có phần liễu sanh thoát tự ra khỏi ba cõi. Tương lai vẫn phải chịu sự chi phối của sanh tử, vẫn phải ở trong luân hồi. Ngày xưa thầy Lý thường nhắc nhở tôi như vậy. Học Phật khó, khó gặp được chân thiện tri thức, khó gặp hộ pháp chân thật, khó gặp đồng tham đạo hữu chân chánh. Có đầy đủ ba điều kiện này rồi thì nhân duyên của quý vị đã thành tựu. Kinh Di Đà nói: bất khả dĩ thiểu thiện căn phước đức nhân duyên, đắc sanh bì quốc. Nhân duyên của quý vị đầy đủ. Thiện căn là tính giải, phước đức là hành chứng. Tính giải hành chứng, sao có lý không thành tựu?
Yeah.